Ấy, từ đã nào. Em sao thế? Đã đến tận nhà gặp anh rồi mà giờ không muốn là sao? Không phải là em không muốn, nhưng mà em còn có chuyện hỏi anh đã. Em nói đi. Thế anh định tính thế nào với chuyện hai đứa mình? Em không muốn như thế này mãi đâu. Em muốn đường đường chính chính đến bên anh cơ. Em không muốn suốt ngày chỉ làm cái bóng ở sau vợ anh đâu. Lúc mới bắt đầu, chính miệng em đã nói với anh là không cần danh phận gì mà. Sao tự nhiên lại đề cập cái vấn đề này vậy? Thì anh cũng phải nghĩ cho em chứ. Bây giờ em cũng 30 tuổi rồi. Bây giờ mà em không lấy chồng ấy thì sẽ là bà cô già mất đấy. Nếu như ngày em lấy chồng ấy thì anh sẽ không đến làm phiền em nữa. Mà đang vui, em nhắc đến chuyện này làm gì? Mất cả hứng. Thôi nào, đừng có giận mà. Em biết là lỗi do em rồi. Thế để bù cho ngày hôm nay, anh chỉ cần được nằm im thôi. Còn mọi thứ ấy thì cứ để em. Chồng ơi, em về rồi đây. Ơ Nguyên, sao cậu lại ở đây? Anh Minh đâu? Lý ạ. À, lúc tớ vào nhà cậu, chả thấy ai ở dưới nhà cả. Xong tớ lên đây tìm cậu đấy. Có thế à? Đến mà không bảo tớ trước một câu. Thôi, để tớ gọi anh Minh, rồi cả ba người cùng đi ăn nhá. Thế cũng được. Anh Minh ơi, anh đâu rồi? Em, sao nay em về sớm thế? Sớm sủa gì nữa, 12 giờ trưa rồi. Mà anh làm cái gì ở đâu? Kinh mà sang chơi không thấy. Tìm lên tận phòng tìm lên. À, nay anh về sớm, tranh thủ đi tắm mà. Chắc ở trong phòng tắm kín quá nên anh không nghe tiếng Nguyệt. Mà thôi muộn rồi, cả ba mình đi ăn đi. Sáng em không ăn, bây giờ bụng nó sẽ lép đây này. Vậy hai chị em xuống nhà đợi anh nhá. Để anh thay quần áo xong anh xuống đưa hai chị em đi ăn. Vâng. Chiếc khuyên tay này không phải là của mình. Mà sao càng nhìn càng thấy quen. Không biết mình nhìn thấy ở đâu rồi ta. Anh. Anh, dạo này bọn mình không thân thiết rồi đấy. Anh không định trả bài cho em à? Này anh hơi mệt. Anh nhỡ, để khi khác nhá. Anh mệt á? Cô cần đi khám không anh? Anh không sao đâu. Anh chỉ hơi mệt và buồn ngủ thôi. Cũng muộn rồi, em đi ngủ sớm đi. Anh ngủ trước đây. Vâng. Xem lại ở đây, lại còn hắt nước vào anh với cả Nguyệt nữa. Anh lại còn hỏi ngược lại tôi à? Tôi không ở đây thì làm sao chứng kiến cảnh anh ngoại tình với bạn thân của tôi được? Không, Ly ơi, cậu hiểu nhầm rồi. Làm gì có chuyện đấy đâu. Chẳng qua là tớ mất đồ, thế nên là tớ nhờ anh đi mua hộ ấy mà. Đúng rồi đấy, anh với cả Nguyệt sao có thể. Mà chưa gì em đã ghen tức lên rồi. Anh thì mua đồ hộ Nguyệt thôi. Nguyệt là người rộng rãi đấy, không chấp nhận với em thôi. Vừa nãy đến sau, tớ nghe thấy cậu bị mất khuyên tai và nhờ anh Minh mua hộ đúng không? Đúng rồi. Cái đôi khuyên tai đấy tớ thích lắm, nhưng mà không tìm lại được. Hôm trước tớ cũng định nhờ cậu mua rồi, nhưng mà thấy cậu bận quá, thế nên tớ nhờ anh Minh đấy. Có phải cái này không? Đúng là nó rồi này. Tớ đánh rơi ở nhà cậu à? May quá có cậu tìm lại được cho tớ. Thế coi như là tớ vừa mua thêm một đôi nữa đi. Mà nếu không có chuyện gì nữa thì thôi, tớ đi trước đây. Để lại không gian riêng cho hai vợ chồng cậu nhé. Khoan đã. Cậu không tò mò tớ tìm thấy ở đâu? Ở đâu cơ? Mà ở đâu thì quan trọng gì nữa. Quan trọng là tìm thấy rồi mà. Đúng đấy, đồ đã trả lại rồi. Thôi mình về thôi em. Cái loại người không biết xấu hổ như cô. Cái chiếc khuyên tai đấy được tìm thấy trên giường của tôi đấy. Sao? Không cãi nó đi. Không ngờ một ngày tôi lại bị hai người thân cận nhất lừa gạt. Cắm trên đầu tôi cái sừng dài cả mét đấy. Em, Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Nghe anh, về nhà rồi anh sẽ giải thích cho em. Bỏ ra, chả có cái nhà nào chứa chấp cái loại phụ bạc như anh cả. Ly hôn đi. Đơn tôi cũng viết và ký xong rồi. Anh tự về giải thích với gia đình của anh. Và tốt nhất, đừng để những hành động dơ bẩn của anh ảnh hưởng gia đình của tôi. Còn cô, suốt 7 năm qua tôi luôn một mực nghĩ cô là bạn thân nhất của tôi. Mà không ngờ thân đến nỗi ngủ với chồng của bạn. Nhưng mà Ly ơi, tớ yêu anh Minh thật lòng. Yêu à? Cũng đúng thôi. Câu cửa miệng của con giáp thứ 13 luôn là yêu chồng người khác thật lòng mà. Vậy hai người ở lại đây mà vun vén cái tình yêu kinh tởm của mình đi nhá. Chồng tôi đã phản bội tôi được thì cũng phản bội cô. Ly, anh đừng có mà đuổi theo cô ta nữa. Anh không thấy là bây giờ chúng ta có thể tự do đến với nhau được ạ? Là cô đã lên kế hoạch để cho Ly phát hiện ra đúng không? Cô bị điên, nhưng còn tôi thì không. Tôi với cô trước giờ đến với nhau chỉ là chơi bời thôi. Cái loại đàn bà lăng loàn như cô không đủ tư cách. Ly, đợi anh giải thích đã.